Chúng Rồi. con lên sư ạ, con chúc sư đến đây Rồi, chúng xin chào. Rồi, chào cả lớp. Hôm nay có vẻ lớp là còn quá ít phải không? Là mình chỉ có hai mươi mấy người thôi. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 7, bài số 8, sau đó mình sẽ giải bài tập số 8. Sửa bài tập số 8. Giờ trước tiên là học phần một phần quan phạm của bài tập bài học số 8, đó là phần trạng từ chỉ thời gian. Đây là phần trạng từ chỉ thời gian. Trạng từ chỉ thời gian tức là trạng từ là tiếng trạng từ dùng để nói về ý nghĩa thời điểm, nói về lúc xảy ra hành động hay là một sự kiện nào đó. Ví dụ ở đây người ta cho mình thí dụ nè, tức là khi mà thời điểm xảy ra một một sự kiện, một hành động nào đó thì người ta sử dụng cái trạng từ chỉ thời gian. Thí dụ như ở đây người ta cho mình câu thí dụ: Hiyo kasakasa pariya therasa à rằng đã đi, hôm qua vợ của người nông dân đã cúng dường vật thực đến vị trưởng lão. Thì ở đây mình thấy nó có chữ hiyo là hôm qua, là trạng từ chỉ thời gian. Trạng từ chỉ thời gian nói về là hôm qua. Câu thứ hai người ta nói về Ekadivasang Rajakumaro Atano Sepehi Vimansayang Anye Rajakumare. Một ngày nọ, nhờ vào những tài nghệ của mình, thái tử đã đánh bại các hoàng tử khác tại cuộc thi. Thì ở đây mình có trạng từ chỉ thời gian, đó là một ngày nọ, là Ekadivasang. Như vậy mình thấy trạng từ chỉ thời gian cái vị trí của nó đó, ở đây thì người ta viết ở đầu câu, nhưng mà trạng từ chỉ thời gian thì nó còn có vị trí khác nữa, nó có thể là viết phía sau chủ từ ở trong câu cũng có, hoặc là nó có thể xuất hiện bất cứ một cái vị trí nào đó ở trong câu khi mà người ta cần sử dụng về mặt thời gian, nó cũng không cố định lắm. Nhưng mà thường để cần sử dụng trạng từ chỉ thời gian, nếu mà một câu ngắn như vậy thường người ta viết nó trước hoặc là viết sau chủ từ để nhấn mạnh về mặt thời gian, thì đó là trạng từ chỉ thời gian và cách sử dụng của nó. Giống câu ngắn ngắn ở đây chúng ta thấy trạng từ chỉ thời gian đều được viết trước cả. Ở phía dưới đây là một số trạng từ chỉ thời gian. Ví dụ như ở đây Achirang không bao lâu, Achá hôm nay, Athát lúc bấy giờ, Idani nay hiện nay, Etarahi hiện nay, Tada khi ấy, Ekadivasang một ngày nọ, Pachha sau này, Parahiyo hôm kia, Pure trước kia, Suve hoặc là Sue ngày mai, Hiyo. Hiyo này mình biết được hai cách, hoặc là mình biết chữ y dài nên là y ngắn, sau đó mình biết hai chữ giá, cách đọc giống nhau, Hiyo vẫn là Hiyo. Đó là nói về trạng từ chỉ thời gian ha. Nhắc lại, trạng từ chỉ thời gian tức là tiếng trạng từ dùng để chỉ về thời điểm hoặc là lúc xảy ra sự kiện hoặc là một hành động nào đó. Về vị trí thì trạng từ chỉ thời gian có thể được viết trước hoặc là sau chủ từ, hay là nó có thể xuất hiện ở một vị trí nào đó khi người ta cần sử dụng trạng từ chỉ thời gian. Rồi giờ mình sẽ đọc một số trạng từ chỉ thời gian ở dưới đây ha. Sư sẽ đọc trước rồi sau đó lớp sẽ đọc sau. Á chi răng, á chi răng,
Acha, Acha, Atha, Idani, Idani, Etarahi, Etarahi, Tada, Tada, Ekadivasang, Ekadivasang, Pacha, Pacha, Parahiyo, Parahiyo, Pure, Pure, Suwe, Suwe, chữ Suwe hoặc là Suwe hoặc là Suwe đều dịch là ngày mai ha, hai từ này giống nhau. Suwe, Suwe, Hiyo, Hiyo. Rồi lần nữa, Achirang, Acha, Atha, Idani, Etrahi, Tada, Ekadivasang, Pacha, Parahiyo, Pure, Suwe, Suwe, Hiyo, Hiyo. Rồi bây giờ ai đọc được mình giơ tay lên. Ai đọc được tốt trước mình giơ tay lên để mình tập đọc. Rồi xin mời lớp. Rồi anh Cát Khánh mời lớp đọc bài giùm sư. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ, Phi Sư con xin đọc. Một số tạng từ chỉ thời gian. Á chí răng. Chá. Đọc luôn phần tiếng Việt, đọc luôn phần nghĩa của nó ha. Để dạ, đọc nhớ. Nghĩa. Dạ, dạ. Á chí răng. Không bao lâu. Á chá là hôm nay. Á thá là lúc bấy giờ. Ý đa ní là nay, hiện nay. Ê tá ra hí là hiện nay. À, tá đa là khi ấy. Ê ca đi quá xăng một ngày nọ. Bát cha là sau này. Bá ra hi vô là hôm kia. Bu rê là trước kia. Chú quê, quê là ngày mai. Hi vô là hôm qua. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Xin chào cả nhà. Con một số trạng từ chỉ thời gian ạ. A chi răng không bao lâu. A cha hôm nay. A tha lúc bấy giờ. Idani hiện nay. Etarahi hiện nay. Tada khi ấy. Ekadivasang một ngày nọ. Bách cha sau này. Parahiyo, Parahiyo hôm kia. Pure trước kia. Suwe, Suwe ngày mai. Hiyo, Hiyo hôm qua. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử cô tư dự bảo. Dạ, con xin đọc một số trạng từ chỉ thời gian. Á chí răng không bao lâu. Á chá hôm nay. Á thá lúc bấy giờ. Ý đa ní nay, hiện nay. Ê tá ra hí hiện nay. Tá đa khi ấy. Ê cá đi quá xăng một ngày nọ. Bách cha sau này. Bá rá hi vô hôm kia. Bú rê trước kia. Xuê xuê ngày mai. Hi vô hôm qua. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ thời gian. Á chí răng không bao lâu. Á chá hôm nay. Á thá lúc bấy giờ. Ý đa ní nay, hiện nay. Ê tá ra hí hiện nay. Tá đa khi ấy. Ê cá đi vá săn một ngày nọ. Bách cha sau này. Bá ra hi vô
hôm kia, bú rê, trước kia, xu về, xu về, về, ngày mai, hi vô, hôm qua, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử mang ga lá anh đi. Dạ thưa sư, con đã chí rằng không bao lâu, á chá hôm nay, á thá lúc bấy giờ, ý đa ní là ngay hiện nay, ê tá rá hí là hiện nay, tá đa là khi ấy, ê cá đi vá săn là một ngày nọ, bá cha là sau này, bá rá hi vô là hôm kia, bú rê là trước kia, su vê vê là ngày mai, hi vô là hôm qua. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi, tốt. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Á chí răng không bao lâu, á chá hôm nay, á thá lúc bấy giờ, ý đa ní nay hiện nay, ê tá rá hí hiện nay, tá đa là khi ấy, ê cá đi quá săn là một ngày nọ, bát cha sau này, bá rá hí vô hôm nay, bú rê là trước kia, xú quê quê ngày na ngày mai, hí vô ngày là hôm qua. Dạ thưa sư, con hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. A chi rằng không bao lâu, ếch cha hôm nay, a tha lúc bảy giờ, y đà ni nay hiền nay, e ta ra hi hiền nay, ta đà khi ấy, e ca đi qua sang một ngày nọ, ếch cha sau này, Parahiyo hôm kia, Pure trước kia, Suwe xuê ngày mai, Hiyo hôm qua. Con xin hiểu ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư, con xin đọc ạ. Một số trạng từ chỉ thời gian. Á chí răng là không bao lâu, á chá là hôm nay, á thá là lúc bấy giờ, ý đa ní là nay hiện nay, ê ta ra hi là hiện nay, ta đa là khi ấy, ê cá đi quá săn là một ngày nọ, bách cha là sau này, bá ra hi vô là hôm kia, bú rê là trước kia, xu quê là ngày mai, hi vô là hôm qua. Dạ bà sư, con hết ạ. Dạ xin mời cô Dị Bảo ạ. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ thời gian. Á chí răng là không bao lâu, á chá là hôm nay, á thá là lúc bấy giờ, ý đa ní là nay hiện nay, ê tá rá hí là hiện nay, tá đa là khi ấy, ê cá đi quá săn một ngày nọ, phát cha sau này, phá ra hi vô hôm nay, phú rê trước kia, xú về về ngày mai, hi vô hôm qua. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc một số trang từ chỉ thời gian ạ. Á chí răng không bao lâu, á chá hôm nay, á thá lúc bấy giờ, ý đa ní nay hiện nay, ê tá giá hí hiện nay, tá đa khi ấy, ê cá đi quá tăng một ngày nọ, bách cha sau này,
bá giá pi dô hôm kia bú dê trước kia thú quê quê ngày mai pi dô ý dô hôm qua. Dạ con xin hết ạ. À, dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc một số tràng từ chỉ thời gian ạ. Ai chi rằm không bao lâu, ếch chạ hôm nay, a thạ lúc bấy giờ, y đà nị nay hiền nay, e ta ra hi hiền nay, ta đà khi ấy, e ca đi qua xăm một ngày nọ, bách cha sau này, ta ra hi yô hôm kia, vũ rê trước kia, su quê xuê ngày mai, hi yô hôm qua. Thưa sư con xin hết ạ. À. Dạ, xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Á chí răng không bao lâu, á cha hôm nay, á tha lúc bấy giờ, á đà ní nay hiện nay, ít đà ní nay hiện nay, ê tá ra hi hiện nay, tá đa khi ấy, ê cá đi quá xăng một ngày nọ, bát chá sau này, bá rá hi rô hôm kia, bú rê trước kia, su ê xê ngày mai, hi rô hôm qua. Dạ thưa sư con hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. A chi rang không bao lâu, á chá hôm nay, á thá lúc ấy giờ, ý đà ní nay hiện nay, ê tá ra hí hiện nay, tá đà khi ấy, ê khát đi quá sang một ngày nọ, phát cha sau này, bà ra hí vô hôm kia, khu rê trước kia, Sue ngày mai, hi yo hôm qua. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lập Trần. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Một số trạng thái, trạng từ chỉ thời gian. A chi rằng không bao lâu, a cha hôm nay, a tha lúc bấy giờ, y đà lị lay hiện nay, e ta ra hi hiện nay, ta đa khi ấy, e ca đi oa sang một ngày nọ, bách cha sau này, ba ra hi rô hôm kia, bu rê trước kia, xuôi xuôi ngày mai, hi rô hôm qua. Dạ thưa sư con hết ạ. Rồi. Yeah. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư. Rồi, hết rồi phải không? Dạ. Rồi, giờ hết rồi, ra phần bài tập ha. Bài tập đây là phần từ vựng của phần bài tập, mình có hai trang, hơn hai trang. Giờ đọc hai trang đi ha, đọc hai trang đi. Giờ sư sẽ đọc trước, sau đó mời bây giờ hai trang này bốn người đọc đi, bốn người mỗi người đọc phân nửa. Giờ sư đọc trước, sau đó mời lớp đọc ha. Đọc một bận thôi, tại nhiều quá. Với lại các từ này thì lớp cũng đã đọc được hết rồi. Thì chỉ đọc qua một bận để làm, để mình nghe, rồi sau đó mình tập đọc theo thôi. Á chi răng anh nhá ra chát của mà ra, anh nhá ra chát của mà ra, anh nhá sát thát ta, anh nhá sát thát ta, át thá a thề ca đi qua sàng, a thề ca đi qua sàng, a đồ sát, a phần là hàng,
Abhinahang Amaha Amaha Asa Asa. Như người đầu tiên đọc cái chữ Asa con ngựa này đi. Đọc cái chữ con ngựa đi. Người thứ hai đọc cái, đọc tiếp cái hết trang một. Idani Idani Uganhati 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 Ekadiwasang Ekadiwasang Etarahi Etarahi Kalasa Kalasa Chanadiwasa Chanadiwasa Chayi Chayi Tada Tada Damayati Dameti Damayati Dameti Dupinita Miga Dupinita Miga Dupinita Asa Dupinita Asa Dupinita Asa Dupinita Asa Nama karena mangala diwasa Nama karena mangala diwasa Nama karena mangala diwasa Nijakalang Nijakalang Nimantayati 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 Parajayati Parajayati Unami diwasa Unami diwasa Osika Osika Mahamaya Mahamaya Miga Miga Raja Kumara Raja Kumara Raja Parisa Raja Parisa Wandi Wandi Wapa Mangala Diwasa Wapa Mangala Diwasa. Giờ người thứ ba đọc tới chữ Wandi đảnh lễ thì đi. Rồi người tiếp theo đọc hết. Wapa Mangala Diwasa Wapa Mangala Diwasa Wajayati Wajayati Vichanati Vichanati Vi măng xa Vi măng xa Vi măng xa Vê xa khá mà xa Vê xa khá mà xa Vê đá gần khá Vê đá gần khá Xa khía Xa khía Xa thá ta Xa thá ta Sàn ní phá tá tí Sàn ní phá tá tí Sapa về đa gần tháng Sapa về đa gần tháng Rồi giờ mời lớp đọc ha Rồi mời lớp giơ tay lên để đọc các từ vựng này đi bốn người đọc Rồi mời lớp Rồi anh Đắc Khánh mời lớp đọc từ từ đi Dạ Mình xin mời Phật tử Kim Cúc ạ Thưa sư cũng xin đọc Achirang không bao lâu Anya Raja Kumara hoàng tử khác Anya Sathata nghệ thuật khác tài khác tài nghệ khác Atha khi ấy Atheka Divasan một ngày nọ Adosa sự không sân hận Afinhang thường 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 Âm há là tôi, ác xá là con ngựa. Thưa sư xin hết. Rồi, mời người thứ hai. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ, con xin sư con đọc ạ. Ý đà ni, lúc bấy giờ, u gan ha tí, học, e ca đi qua sằng một ngày nọ. Etarahi hiện nay Kalasa Hắc Mã Chanadiwasa ngày lễ Chayi
đã sinh ta ta đa khi ấy đa ma gia ti đa mê ti chế ngự nhiếp phục điều phục du pi ni ta mít ga thú khó điều phục du pi ni ti du pi ni ta sa con ngựa khó điều phục. Rồi. Dạ con xin hết ạ. Rồi mọi người tiếp theo. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư con xin đọc ạ. Nama Karana Mangala Diwasa ngày lễ đặt tên. Nicca Kalang luôn luôn. Nimanta Yati thỉnh mời. Paraja Yati đánh bài. Punami Diwasa ngày rằm. Posika bảo mẫu. Mahamaya hoàng hậu Mahamaya. Miga thủ rừng. Raja Kumara hoàng tử. Raja Parisa quân thần. Wandi đã đảnh lễ. Thưa sư con xin hiểu ạ. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ xin mời cô Dự Bảo. Dạ con xin đọc tiếp. Wapa Mangala đi qua xa và Jayati quý cha na tí. Dạ Wapa Mangala đi qua xa ngày lễ hạ điền và Jayati dạy quý cha na tí hiểu rõ quy măng xa cuộc thi quê xa khá ma xá tháng về sắc về đá gành thá kinh vệ đà sa ký gia sát giá thích ca sa thá ta nghệ thuật tài nghệ săn ní phá tá tí tập hợp lại sắp phá quê đá gành thá tất cả kinh điển vệ đà sa ma gách xá tí tham dự xích khá tí học xích phá quy măng xa cuộc thi tài nghệ con xin hết ạ. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư con xin đọc ạ. A chí răng là không bao lâu. Anh nhá ra chắc Kumara là hoàng tử khác. Anh nhá sát thá ta nghệ thuật khác, tài nghệ khác. Ác thá là khi ấy. Athika đi qua sân là một ngày nọ. Adosa là sự không sân hận. Afinhang là thường, thường thường. Amha là tôi. Asa là con ngựa. Dạ bà sư con hết ạ. Rồi. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Ý đa ni là lúc bấy giờ, út găng ha chí là học, ê cá đi bát xăng một ngày nọ, ê ta ra hi hiện nay, ca lát xa là hắc mã, cha na đi quá xa là ngày lễ, cha di đã sinh, ta đa khi ấy, đá ma giá trí, đá mê trí, chế ngữ, nhiếp phục, điều phục. Đức bình ni ta mi gá. Đức bình ni ta mi gá là thú khó điều phục. Đức bí ni ta xa là con ngựa khó điều phục. Dạ thưa sư con xin hết. À. Dạ, xin mời Phật tử thăm ý cá liễu ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc ạ. Là ma ca ra la măng ga la tí qua xa là ngày lễ đặt tên ạ. Lích cha ca lăng là luôn luôn ạ. Ni ma ta ra tí thỉnh mời ạ. Ba ra cha ra tí đánh bại bùng bùng la
mì đi quá xa là ngày rằm. Bồ xí cá, bồ xí cà là bảo mẫu. Má hà ma ra là hoàng hậu ma, má hà ma ra. Mỹ cá là thú rừng. Già cha u ma la là hoàng lợn, hoàng tử. Già cha ba di ta là quần thần. Văn đi là đá đảnh nế. Rồi, mọi người tiếp theo. Xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Wappa mangala di wasa ngày lễ Hà Điền. Wacha jati yai vì cha na ti hiểu rõ. Vì mang xa cuộc thi. Vì xa khá mà xa tháng quê sắc, quê đã gắn thạ, kinh điển về đà, xa kia, thích ca, xa thạ ta, nghệ thuật, tài nghệ, xa ni, pa ta ti, tập hợp lại, xa pa quê đã gắn thạ, tất cả kinh điển về đà, con xin hiểu chạc. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. À. Á chí răng không bao lâu. A nhá ra chá cú ma rá. Hoàng tử khác. A nhá sa thá ta. Nghệ thuật khác, tài nghệ khác. Á tha khi ấy. Á thê ca đi quá xăng một ngày nọ. Á đốt sa không sự không sân hận. Á hình im đi. Á phinh hăng là thường thường. Âm há là tôi. Á xá là con ngựa. Dạ thưa sư, con hết à. Hai ông sùm à. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti à. Dạ con xin đọc. Ý đan ní lúc bấy giờ. Ú gan ha tí là học. Ê khá đi vắt sang một ngày nọ. Ê tắc ra hí hiện nay. Khá lạc xà hát mã. Chách nắc đi vắt sát ngày lễ. Dạp dị đã sinh. Tắc đà khi ấy. Đà ma giấc tít. Đê mê tít chế ngự. Đạc mê tít chế ngự. Nhíp phục điều phục. Đức bình ni ta bị giác, thú khó điều phục. Đức bình ni tác sát, con ngựa khó điều phục. Rồi. Dạ hết. Dạ, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Na ba ra. Yes, con sẽ đọc lại. Namakarana Mangala Diwasa ngày lễ đặt tên. Nichakalang luôn luôn. Nimantajati thỉnh mời. Tharajajati là đại hội. Kunami Diwasa là ngày rằm. Posi Ca là bảo mẫu. Mahamaya hoàng hậu. Mahamaya Niga thú rừng. Rajakumara hoàng tử. Rajakumara hoàng tử. Rajaparisa quần thần. Wandi đã đảnh lễ. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Và ba Mangala đi va xá là ngày lễ Hạ Điền. Và cha giá tí là dạy.
Vi cha na tí là hiểu rõ. Vi măng sa là cuộc thi. Vê sa khá ma sa là tháng vê sắc. Vê đá gá thá là kinh điển vệ đà. Sa kia là thích ca. Sa ca, sa tha ca, sa ta, sa tha ta là nghệ thuật tài nghệ. Sa ni ba ta tí là tập hợp lại. Sa ba về đa gá thá là tất cả kinh điển vệ đà. Dạ thưa sư, cô xin hết. Rồi, xong. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ai chít răng không bao lâu, anh nhá ra cha Kumara đàn tử. Kumara đàn tử khác. Anh nhá sát thá ta. Nghệ thuật khác, tài nghệ khác. Á thá khi ấy. Á thê ca đi qua xăng một ngày nọ. Á đô xá sự không phân hận. Á phiên hăng thường thường. Âm há tôi. Ết xá con ngựa. Thưa sư, con xin hết ạ. Rồi. Mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ, thưa sư con đọc ạ. Ý đa ni. Ý đa ni. Ý đa ni lúc bấy giờ út găng ha tí học ê cá đi quá xăng một ngày nọ. Ê tá rá hí hiện nay ca lát xăng ca lát xa hắc mã cha chán na đi quá xá cha ná đi quá xá ngày lễ. Cha, cha lý đã sinh, tá đa khi ấy, đá má giá tí, đá mê tí, kế ngự nhiếp phục điều phục. Đô bí ni tá mi gá là thú khó điều phục. Đô bi ni tát xa con ngựa khó điều phục. Đã thư sư không hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, bây giờ nếu mà hết rồi mình qua 5 câu bài tập ha. Đọc 5 câu bài tập. Rồi, đây là 5 câu bài tập. Bây giờ nghe đọc rồi sau đó đọc 5 câu bài tập ha. Mỗi một câu hơi dài dài một tí. Tập đọc rồi sau đó mình dịch. Rai chát của mà rô quát thơ mắc quay giác tô về đá gần thành chát dư thác xếp bành chát xích khí. Rai chát của mà rô quát thơ mắc quay giác tô về đá gần thành chát dư thác xếp bành chát xích khí. Câu 2. Athakho sutho rana rajasa rajaputo brahmane hi veda ganthang ugan hi. Athakho sutho rana rajasa rajaputo brahmane hi veda ganthang ugan hi. Rồi câu 3. Ekadivasang sithatha rajakumaro rajanagare sipavi mangsang samagachi. Ekadivasang sithatha rajakumaro rajanagare sipavi mangsang samagachi. Câu 4. Brahmana rajakumarasa vedagantang ja. Si satthayo cha va cha yinsu brahmana raja kumarasa vedagan thanh cha satthayo cha va cha yinsu. Câu 5. Siddhartha raja kumaro cha raja kumaraja vedagan thanh va anya satthayo va ukan hinsu. Siddhartha raja kumaro cha raja kumara cha vedagan thang va
Anya Satata Yuva Upan Hinsu. Rồi đó là 5 câu bài tập. Bây giờ đọc vài người đọc 5 câu bài tập này cái đi rồi mình mới bắt đầu tập dịch. Rồi mời lớp giơ tay lên đọc 5 câu bài tập cái đi. Rồi anh Khánh mời cho lớp đọc bài tập cái. Dạ, yeah, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin đọc. Racha Kumaro Bhatha Mava Yato Veda Gam Thancha Yuttha Sip Pancha Sithi Athakho Sutho Dana Rachasa Racha Putto Ra Brahma Nehi Vada Gam Thang Uth Gam Hi Veda Gam Thang Thang Vê đá gan thăng út gan hí e cá đi vá sang xích thát thá ra chá cú mèo ra chá ná gá rê spá vi măng sang sá ma gắt chí brahmana ra chá cú mà rá xá vê đá gan thăng chá sá thá tayo cha va cha yinsu siddhatha raja kumaro cha raja kumara cha vedagang thang va anya satha tayo va ukgan hinsu. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Rajak Kumaro Bathak Mak và Yato Vedagang Thanchak Yudasi Banchak Sikhi Athakho Sudadana Rajasak Rajak Buddho Ram Maknehi Vedagang Than Uganhi Ekadivasan Siddhatha Rajak Kumaro Rajak Rage Sĩ bác vi mắt xàm xàm mạc rắc chí ràm mát nê gà mát nà gà giác khu mà rà sắc về đặc gần thám chắc xà thát ta dô chắc và chắc dìm xú sĩ đắc thà gà giác khu mà rô chắc gà giác khu mà rà chắc vi đặc gần thám và à nát sắc thá tài dô và u gần hiểm xú. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Raja Kumaro Pathamat Vajato Vedagang Thancha Yuttha Sip Pancha Sikhi Athakho Chuttodana Rajasa Raja Phut Tô Ramma Nehi Vedagang Thang Ukan Hi Ekadivasang Siddhatha Raja Pumaro Raja Nagare Sipha Vimangsang Samayakchi Ramana Raja Kumarasa Vedagang Thang cha satha tayo cha vacha yimsu siddhatha raja kumaro cha raja kumara cha veda gan thang va anya satha tayo va ukeng hinsu. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Raja Kumaro Pathama Vaya Kutto Quê đá gần thanh chá Yutha Sipancha Sikhi Athakho Sutho Dana Raja Sá Raja Sá Raja Putto Rama Nehi Quê đá gần thằng Úc gần hí
Ê cá đi quá sang xít tắt thá ra chá cúng mà rồ ra chá nề gà rề xíp bá quy măng sang sa mà gác chí rằm má nà ra chá cúng má ra xá quê đá gần thằng chá sát thá tà tà vô chá quê chá điên xú xít tắt thá ra chá cúng mà rồ chá ra chá cúng mà ra chá quê đá gần thằng quà anh nhá sát tá tà vô quà út gần hình xú con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Ra chá cú ma rô bát tha ma quá chá tô quê đá gần thằng chá yút tha Sipan cha sikhi athako sutho dana rajasa raja puto ramang dehi weda gang thang u gang hi eka diwasang siddhatha raja kumaro raja nagare sipa Quý mang sang sama gan chi brahmana raja kumarasa quê đã gan thang cha satha tayo cha và cha dinh su siddhatha raja kumaro cha raja kumara cha quê đã gan thang và anya satha tayo và u gắng hình số. Dạ bà sư con xin hết ạ. À, dạ xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Câu 1 là chắc cụ mà rồ bá thá mạ hoa chắc tổ quê đá gần thành chắc giúp thá xích bành chắc xích khí. Câu 2 á thá khổ xúc đồ đá nạ là chắc xa là chắc bút tổ pra mạ nề hi quê đá gần thằng ốc ngàn hi. Câu 3. Ê cạ đi quạ sẵn xích đá thạ ra chạc cụ mà rồ, ra chạc nạ gà rề, xích bạ quỳ mạng sẵn, xạ mà gặp chị. Câu 4. Vra mạ nạ, ra chạc cụ mà ra xạ, quê đá gần thẳng chạc, xác thạ tà yô chạc, và chạc dìm sụ. Câu 5. Xích đá thạ ra chạc cụ mà rồ chạc, ra chạc cụ mà ra chạc, quê đá gần thẳng và an nhà sát tha ta yo wa úc gan hình su con xin hiểu dạ. Xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu ạ. À, sư con xin đọc ạ. Ra cha cú ma rô ba ta ma qua gia tổ quê đa ga quê đa gan thành cha rút ta xít bình cha tít tí a tha khổ hút thổ đa la giả cha ta giả cha bút tổ giả ma đề hi quê đã gần thành úc gần hi kể cả đi qua thằng tít tha ta già cha cú mà rồ già cha la gã dề xíp ba ủy ma mằng sằng ta mà gấp chi bệnh ma la già cha cú mà ra xa quỳ đã gần thành cha ta ta rồ cha và cha dình su xin ta xin ta da cha cú mà rồ cha da cha cú mà da cha quỳ đã gần thằng hòa nhìn hình nhã ta ta rồ hòa cùng gần hình tụ. Dạ con xin hết ạ.
Xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, thế sư con xin đọc ạ. Raja Kumaro Pathama Vajato Veda Gan Thanh Cha Yutha Sipancha Sikhi Atha Kho Sutho Dana Rajasa Raja Puto Brahmanehi Vedan Gan Thang Ugan Hi Ekadiwasang Sitatha Raja Kumaro Ya Ranagare Sipa Wimasang Samagachi Pramana Jara Kumarasa We Nagantang Cha Satata Yo Cha Wa Cha Jing Jing Su Sitatha Raja Kumaro Cha Raja Kumar Raja Vedagat Vedagantang Vedagantang Wa Anya Satata Yo Wa U Gan Hình Su. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Dạ cha cú mà rồ ba tha ma qua gia trù về đa hầm thành cha giúp tha xíp bành cha xích khi a tha khổ xuất thổ đa na giả cát xa giả cha phúc tổ giả ma nế hị về đa hầm thăng úc gắn hị ê ca đi qua sang thi tháp tha giả cha cú mà rồ giả cha na ra về Sipa vi mang sang samagati ramana raja kuma rasa veda gam thang cha satha daro cha vata jinsu sitatha raja kuma ro cha raja kuma rata veda gam thang va anya satha daro va uk gam jinsu. Sư con xin hết ạ. Rồi bây giờ mình sửa bài tập đi anh Cát Khánh ơi. Được rồi, tập bao nhiêu đây được rồi. Tạm bao nhiêu đây đi. Giờ mình sửa bài tập để hết thời gian nè. Dạ. Giờ tạm dừng phần đọc cái giờ mình trở lại phần sửa bài tập ha. Rồi anh bốn bài tập lên để cho lớp sửa bài tập. Dạ. Ra bây giờ lớp sửa bài tập, ai sửa được câu nào sửa câu đó ha. Làm giơ tay lên đi, giơ tay lên người ta gọi. Dạ, đây một số cái câu trả lời trong sổ chat của Phật tử đưa lên. Dạ, vậy xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, câu số 4 Cát Khánh. Số 4, dạ. Dạ đây, số 4. Ở cái câu mà cô Bảo gõ trong cơ sở chat đó cô Bảo.
Câu 2 có rồi thì ai sửa câu 2, Thanh Trà sửa câu 2 rồi thì phải. Đây. Giờ coi câu 1 trước đó đi, sửa từng câu một cái này anh Khánh này. Dạ. Câu 1 sẽ coi ta câu 1 sửa sao nãy. Các thái tử được các bà la môn dạy kinh điển Vệ Đà và các nghệ thuật. Chưa đúng. Các thái tử là không đúng rồi. Câu 1 này ai dịch gì dịch không được rồi, tại thái tử ở đây chỉ một mình thôi à. Thái tử học thuộc. Thái tử ở đây chỉ một mình thôi à, tại chủ cách mà. Thái tử. Mà sư con dịch vậy được không ạ? À? Thuở ấu niên, thái tử đã học thuộc kinh điển Vệ Đà và nghệ thuật kim cúng, kiếm cung. Đúng rồi, phải dịch vậy đó. Từ thuở. Thuở ấu niên. Từ thuở. Thái tử. Từ thuở ấu thơ. Dạ, thuở ấu thơ. Từ lúc nhỏ. Đã học kinh điển Vệ Đà qua nghệ thuật kiếm cung. Dạ. Dạ sư. Rồi câu đó. Dạ. Câu số 2 nãy thấy có ai làm rồi. Lúc bây giờ gì? Hoàng Nam. Lúc bây giờ thật sự không có chữ thật sự cho Hoàng Nam của vua Tình Phạn đã gì đó. Hoàng Nam của vua Tình Phạn đã học kinh điển, đã học kinh điển Vệ Đà từ các bà la môn. Lúc bây giờ cái chữ thật sự này không có, chỉ cho lúc bây giờ thôi, chứ khô là xài nhấn mạnh thôi, không cần chữ dịch thật sự. Lúc bây giờ Hoàng Nam của vua Tình Hoàng đã học kinh điển thôi, không có chữ nhiều, bỏ chữ nhiều luôn. Kinh điển Vệ Đà từ các bà la môn. Rồi được rồi, sau đó dịch chuyển. Câu số 3 có ai dịch chưa? Có Phật tử Thanh Trà đã dịch rồi sao? Câu số 3 thì sẽ ra dịch rồi. Một ngày nọ, Thái tử Sĩ Đạt Ba và các hoàng tử khác đã tham dự cuộc thi tài nghệ. Một ngày nọ, Thái tử Sĩ Đạt Ba đã tham dự. Một ngày nọ, Thái tử Tiền Sĩ Đạt Ta. Thái tử có mình nào đâu có quà cát đâu. Câu số 3. Thái tử một ngày nọ, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã tham dự cuộc thi tài nghệ nơi tại hoàn thành. Câu đó mới đúng á. Câu sao mới đúng. Vậy cái rá chả nó có rê thì mình phải di sao ở xứ? Vì nó có rá chả nó có rê ở xứ kia. Sao? Câu 3 này con thể có rá chả nó có rê nữa. Mình còn biết dịch là các hoàng tử ạ. Rá chả nó có rê là hoàng thành. À dạ. Dạ, yeah, con xin lỗi ạ. À. Dạ. Yeah. Câu số 4. Câu số 4
Câu số 4 là các bà la môn á. Câu số 4 là các bà la môn, con có nghiệp gì là không được rồi. Các bà la môn gì đã dạy gì? Đã dạy kinh điển Veda và ngày thực kiến cung cho thái tử thì chuyện mới đúng. Bài này sao thấy lớp dịch sai nhiều quá. Có thứ năm có ai dịch chưa? Thế có ai chắc lên chưa? Có thứ năm. Có Ngọc Trân dịch câu số 5 thôi. Ờ, copy vô thử. Thái tử sẽ gặp ba qua các hoàng tử đã học kinh điển Về Đà hai ngày thuộc. Hai ngày thuộc khác. Hai các ngày thuộc khác đi. Cái từ là ba đại học, cái từ là ba qua các hoàng tử khác đã học kinh điển Về Đà qua những đi, để nó khác với chữ các ở trên, qua những nghệ thuật khác. Vậy thì sẽ sửa cho nó chỉ những cũng được, những hoàng tử đã học kinh điển Về Đà hay các nghệ thuật khác. Rồi, rồi đó là năm câu bài tập phần tiếng Việt, phần Bali sang Việt, phần Việt sang Bali. Ai gõ được chữ Bali gõ đi. Phật tử Lan Lê đây dịch câu 1. Lan Lê nhanh dữ vậy, dịch được câu số 1 quá. Thái tử đã hiểu rõ kinh điển Về Đà của các vị Bà La Môn. Hiểu rõ, thái tử đã hiểu rõ. Hiểu rõ, nhớ viết thì quá khứ nha. Bài này là người ta đã học thì quá khứ rồi đó, chứ không có thầy hiện tại nữa. Viết cha ní. Hiểu rõ kinh điển Về Đà. Kinh điển Về Đà của, cái này của các bà la môn chứ không phải là từ. Của là cái gì? Của là Pramana Pháp. Của phải án pháp mới được. Chuyện án án ngắn. Nát xá gì luôn không sao? Vì đó gần thăng. Rồi. Câu 2 là câu 2 có rồi. Dạ. Mỗi người mình sửa một câu thôi để người khác người ta sửa ha. Chứ mình sửa hai ba câu người khác là đâu có gì đâu sửa. Các vị văn tử thường tham dự các cuộc thi tài nghệ. Rajakumara Samagachanti Apunhang thường tham dự các cuộc thi. Sipa Bimang Sayu được ra câu 2 giờ được ra. Thank you.
Rồi còn câu 3, câu 4, câu 5. Ai dịch được câu 3, câu 4, câu 5? Thì cho con coi lại câu 2 sư. Khánh thắng mấy đọc mà đúng Khánh tôi đọc đi Khánh. Chơi mấy mình. Tôi lên thì để em con lên. Ai dịch câu 3, câu 4, câu 5 nãy giờ chưa thấy ai dịch hả? Tiếp dịch câu 3, câu 4, câu 5 đi. Dạ, có dịch câu 3. Sao thấy mình cô một căn dịch không vậy? Không thấy ai dịch chứ. Ủa, mẹ có đưa lên rồi mà. Sao đâu mất đi? Ngài đã đánh bài các quan từ khác. Ra chỉ to ghi măng xa nhé. Anh nhớ ra chỉ của Maria ra chỉ rồi. Câu 4. Ai dịch câu 4? Bây giờ ai dịch câu 4 chưa? Mẹ đưa lên sơ sơ cũng thấy. Mẹ chỉ gửi cho một người thôi. Con bốn mà con bốn có ai làm không cả, có Kim Cúc làm con bốn gì cả. Cả nhiên thuộc những con thú khó điện phục. So, tại cuộc thi, so quý măng xài giá, đức bên này tạm miệng ghê. Đâm mấy dí. À, được rồi đó, có đó được rồi đó. Rồi câu số 5. Câu số 5 này của Trần Quang Điền thì câu số 5 cả. Trần Quang Điền thì câu số 5 này anh thì cả câu số 5 của Trần Quang Điền. Dạ, Trần Quang Điền như gửi cho anh gia sư, sư mình không thấy nên rút. Hả? Dạ, anh Điền gửi cái câu số 5 lại cho mọi người. Đó trong chat hả? Dạ, trong chat nhưng chị như gửi cho anh gia sư. Trong chat không có. Hãy
À, trả lời câu 4 lại các Khánh. Trả lời câu 4 đó Khánh. Quý măng xa giá Khánh ơi. Chữ măng. Quý măng. Đây là biết đúng rồi mà sao làm gì cũng vậy. Hả? Đúng rồi. Măng là N M chấm dưới. Ờ đúng rồi, nãy câu nãy mà. Vi măng hay ví măng trân? Đúng rồi. Đúng rồi, ví nghĩa đúng rồi. Câu số 5. Một ngày nọ, thái tử và các hoàng tử khác đang tham gia cuộc thi. Người ta đi vào sân, Raja Kumaro chắc, anh nhá. Raja Kumaro chắc. Tham dự cuộc thi. Tham dự cuộc thi thì cuộc thi chỉ có đối cấp thôi à. Anh măng vi măng sang. Vi măng sang thôi. Bỏ ai giá Khánh? Vi măng sang. Chữ A. Bỏ chữ A. Em. Rồi. Đặt chung mà cái gì rồi là xong rồi đó. Sư cho câu hỏi sư. Rồi. Sư có cái ngữ pháp của cái câu một mà dịch từ Việt từ Bali sang Việt đó sư, tôi giảng vậy lại cho ông sư. Câu một mà dịch từ Bali sang Việt đó sư. Đi sang gì? Chín số. Có gì? Câu đó có gì? Cái gì? Cái chỗ này cho tôi hỏi. Ví dụ như mình nói là Bá Thám Bá Quá Giá là cái này để con cho. Bá Thám Bá Quá Giá là thở thở ấu. Mà tại sao là mình chuyển đây thành là Quá Giá Tô, là với lại cái chữ mà quê đá ganh thanh trá sư này chỗ này cái mình biến cách như thế nào con không hiểu cái này được. Cái Patama Vajato đó, cái chữ tô đó là nó thay thế cho cách thứ năm á. Thì đó là cách thứ năm á. Mai mốt mình sẽ có cái bài học về nó. Cách chung chung chính xứ. Nói dịch nó là từ đó. Còn mấy kia là cách thứ hai. Được chưa? Chị quy đó ganh thá, ganh thanh trá thì thế dạ. Ờ. Cái đó là chữ M chấm đổi thành chữ nhờ, chữ nhá. Chữ M chấm đổi thành chữ nhờ. Chữ M chấm ăn đổi thành chữ nhá rồi nó ghép lại. À, M chấm. Ghép lại theo bọn. Thanh biết chữ em dạ, cảm ơn sư. Dạ cảm ơn sư. Dạ. Dạ. Hiểu cái đó chưa? Dạ. Chữ em mà chấm cộng với chữ chát thì nó đổi thành chữ em nhờ, đổi thành chữ nhát. Đổi thành chữ nhát. Thành chữ em nờ vô ngã. À, đó nó đổi thành gì đó. Đó là cách thứ hai. Con cảm ơn sư. Sư cho con lại coi lại cái câu năm cuối cùng mà sư. Dạ từ câu Việt sang Pali á sư. Việt sang Bali có thứ năm. Dạ con cảm ơn sư. Thưa sư, câu số 5 á.
Ta có gì? Nghe em không? Thưa sư, con xin hỏi câu số 5 á, cái từ xá ma gác chinh xú thì mình chữ đó mình có thể mình viết xá ma gác chun được không sư? Được, nó giống nhau mà. Dạ, nghĩa là mấy cái từ gác chun á xá ma gác cũng được hả sư? Sư cái nào viết cũng được hả? Dạ, dạ, thưa cảm ơn sư. Ngôi thứ ba, thứ nhì là được. Dạ. Gách chung, á, gách chung, gách chinh chú, á, gách chinh chú gì đó cũng được. Cái nào cũng được. Rồi coi sửa cho xong đi. Rồi mình thì tới thì còn mình còn một phần đọc đoạn văn của bài số 8. Rồi mình sẽ học bài số 9 ha. Coi như là phần tuần tới. Đây để mình học cố định thứ 7 thứ 3 với thứ 5 ha. Thứ 7 mình nghỉ. Mình học cố định thứ 3 với thứ 5 đi rồi nào có thay đổi sẽ thông báo sau. Rồi mời cô xong chưa? Dạ con buồn quá. Xong chưa lớp sửa bài xong hết chưa? Dạ xong rồi ạ, thưa sư ạ. Rồi mình nghỉ ha. Mời cô Phúc Vị Trung đi. Dạ. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay. Chúng con sẽ cố gắng học theo để có được sự lợi ích, sự an vui cho đời này và đời mai sau. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con xin chân sư, dạ con xin thay mặt cô chú học viên trong room và hướng phước báu buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha japumatha dewa naga mahitika punyang no anumodan tujirang rakhan tusasanang Akasatha japumatha dewa naga mahitika punyang no anumodan tujirang rakhan tunogaro Akasatha japumatha dewa naga mahitika Bunyang no anumodan tuji rang ra kantu nyata yo akasatha japam matha dewa naga mahitika Bunyang no anumodan tuji rang ra kantu bali no akasatha japam matha dewa naga mahitika Bunyang no anumodan tuji rang ra kantu no sada Idang watano punyang asawa kaya wahang hodu anagate kale Sa-thu. Chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập và trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định mở được Zoom này. Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn. Dạ xa thú xa. Xa thú xa thú. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Con xin kính tri ân sư ạ. Xin mời lớp nghe.